Vừa qua ngày 28 tháng 4, sau cô gái đang ngồi đan lát thì sự cố bất ngờ xảy ra ngay cạnh. Một cột nhà bị sập tạo thành hố sâu trên mặt đất, cảnh tượng khiến những người chứng kiến kinh hãi chạy tán loạn. Được biết sự việc diễn ra ở thôn Nam Hải, xã Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến cho biết hố sâu có đường kính rộng khoảng 2,5 m, sâu gần 5 m. Hiện địa phương đang đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Mỹ vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Đoạn clip đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng ngay khi vừa đăng tải lên các diễn đàn. Vừa qua, camera an ninh ghi lại hình ảnh nam sinh điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi bị hai chiến sĩ cảnh sát trật tự yêu cầu tấp vào lề làm việc, nam sinh cũng phanh xe dừng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu này vứt ga lao lên vỉa hè chạy trốn, tay lái loạn choạng khiến nam sinh bị ngã. Cậu này đứng dậy định chạy tiếp thì một chiến sĩ cảnh sát trật tự nhanh chóng giữ lại. Lực lượng chức năng giải thích cho nam sinh và yêu cầu cậu này lên xe cùng về trụ sở giải quyết. Cuối cùng nam sinh cũng đội mũ bảo hiểm và làm theo yêu cầu của các chiến sĩ cảnh sát. Sự việc xảy ra trên đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, Hải Phòng trong chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua. Đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Hành xử của nam sinh khiến nhiều người bất bình.